mới cực ngầu cho các tín đồ mua sắm, Instagram tiếp tục bổ sung công cụ mới cho phiên bản ứng dụng trên smartphone, mang đến các phương thức khác nhau để người dùng có thể tương tác với những nội dung được cung cấp trên nền tảng. Trong cập nhật mới nhất, Instagram đã được thêm tính năng thực tế tăng cường, công nghệ ngày càng được nhiều công ty ứng dụng trên sản phẩm. Tính năng mới giúp người dùng xem trước một số sản phẩm trong danh sách định mua, ví dụ như xem trước màu son môi hay quần áo mang trên người để có thể thử những sản phẩm hỗ trợ thực tế tăng cường người dùng instagram cần tìm đúng sản phẩm mà các thương hiệu có gắn thẻ sau đó họ chỉ cần nhấn vào lựa chọn thử sản phẩm trước khi cho vào giỏ hàng trực tuyến hiện tại một số thương hiệu trên thế giới đã có thể sử dụng tính năng ar trên instagram để đưa sản phẩm tới khách hàng bằng cách này người mua sẽ được thử sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua đến nay tính năng thực tế ảo ar này mới giới hạn áp dụng cho những sản phẩm làm đẹp và kính mắt nhưng trong tương lai instagram đang lên kế hoạch để mang tới được nhiều dòng sản phẩm hơn ngoài việc trải nghiệm tính năng mới này Instagram cũng mong người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm của họ qua Insta Story. Tin này sẽ dẫn về trang sản phẩm ban đầu. Nhờ vậy, các thương hiệu có thể tạo ra độ viral giống như một filter tự sướng.